Rồi xin chào tất cả các bạn nữa nghe. Tiếp tục lên cho các bạn một con VIP nữa đó các bạn. Để mình chọc con chim nó nhảy ra cho các bạn xem cho nó rõ nha. Đó. Con này thì mã nó là 44, để trên tiêu đề video luôn nha các bạn. Nó là một con đồng pha. Một con đồng pha nha các bạn. Con này thì thân hình bắp chuối. À, khá là đẹp. Ngực ửng hồng. Dần quy dần cườm thì khỏi phải bàn rồi. Để mình chập con chim nó quay lại cho các bạn xem. Rất là nhanh nhẹn chim, rất là liếng sáo chim nha. Đẹp quá các bạn ơi. Đó. Con này thì coi cặp mắt của nó nè các bạn. Đó, mình đã nuôi nó đỏ lên cặp mắt rất là nhiều rồi. Thì con này thì mình đã tính ra từ hôm tháng 6 đến nay thì cũng 5-6 tháng rồi nha các bạn. Đó, cũng 5-6 tháng rồi. Chim cũng đã gáy hết rồi. Con này thì sẽ được bảo hành nước non bày bán cho các bạn. Khống kèm bài bản gù rất là tốt và gù tốc độ rất là nhanh nhẹn và rất là lị miệng nha, tốc độ nha các bạn. Một con đồng pha đấy thì mã số là 44 nha, mình sẽ bảo hành nước chơi cho các bạn nha các bạn. Đây là tướng ngoại hình con chim đó các bạn. Khá là đẹp mà khá là ổn định nha. Con này thì thân hình nó thân hình bắp chuối nha các bạn. Thân hình bắp chuối. Dần quy dần cườm thì khá là ổn định rồi. Nói chung cỡ đây là quá là ổn định rồi các bạn. Ngoại hình thì đẹp. Tướng tá thì ok. Đó. Ngực rất là to. Đây. Ngực rất là nở nha các bạn, rất là lệ miệng và gù rất là tốt. Con này kèm dày nha các bạn, chứ không phải kèm thưa đâu, kèm dày. Bộ ngực này là rất là có lực. Cái con chim nó có lực hay không là nhìn vào bộ ngực nữa nha các bạn. Bộ ngực nó sẽ đánh giá được ngực nữa thì nó sẽ có nhiều lực. Mình mới dọn vệ sinh chim xong nên là nó con này thì cũng ok. Mình đang quay là đang quay trước mặt chim luôn, cũng khá là dạng nha, không có nhảy lồng mấy, khá là dạng. Chim này thì chỉ dành thích hợp chơi mồi thôi nha các bạn. Chim được bảo hành luôn. Mình chọc nó nhảy cho các bạn. Con này lệ miệng lắm. Chừng ơi. Hình bắp chuối rất là đẹp nha. Hôm trước cũng có cái con số mấy ta, số 33 hay sao? Số mấy hay? Số 10 vậy sao ơi. Quên mất, cũng giống y như con này nè. Tốt tiếng, khống kèm rất là mạnh. Thân hình bắp chuối rất là đẹp. Rồi, nói chung bạn nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua cho mình luôn nha các bạn. Đó. Số điện thoại là 0334292710 nha. Bạn gọi trực tiếp qua cho mình luôn nha. Rồi, mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Nay cuối năm rồi nên là lên những con chim rất là ưng ý cho các bạn đấy. Đầu năm thì đi bẫy tiếp các bạn. Rồi, mình cũng xin chào các bạn luôn nha.